bí ẩn về trò chơi cầu cơ gọi hồn người âm và những quy tắc cần biết để tránh gặp tai họa. Cầu cơ, hay còn gọi là Ouija, là một phương pháp giao tiếp với thế giới tâm linh hoặc những thế lực huyền bí mà con người không thể tiếp cận được theo cách thông thường. Trò chơi này rất đơn giản, gồm có hai bộ phận. Một tấm bảng in hình các chữ cái từ A đến Z, chữ số từ 1 đến 9, các từ có, không, tạm biệt, và một mảnh gỗ hình trái tim được gọi là cơ, có kích thước bằng bàn tay. Theo nhiều dân chuyên cầu cơ, nếu cơ được lấy từ gỗ quan tài người đã mất sẽ linh gấp bội. Có hai cách cầu cơ phổ biến. Đối với những người coi nó như một món đồ chơi thông thường, khi chơi họ sẽ đồng loạt đặt tay lên biếng cơ và đọc to câu hỏi. Sau khi đọc xong, cơ sẽ di chuyển về phía một trong hai đáp án có hoặc không một cách vô thức. Cách thứ hai thường áp dụng cho những người muốn gọi hồn người đã khuất. Mỗi người tham gia sẽ đặt một ngón tay lên cơ, sau đó thông qua một số nghi thức thần bí, họ bắt đầu đặt câu hỏi và đánh vần các chữ cái mà cơ vô thức chỉ đến để ghép thành câu hoặc các cụm từ có ý nghĩa. Người ta cho rằng hành động như vậy là do các linh hồn điều khiển, giao tiếp và gửi thông điệp tới chúng ta. Chính vì nó liên quan mật thiết đến thế giới tâm linh, nên trò chơi cầu cơ cũng có những quy tắc cấm kỵ mà những người tham gia đều phải biết để tránh những hậu quả không mong muốn. Thứ nhất, không chơi cầu cơ ở nghĩa địa. Khi chơi cầu cơ, chúng ta có thể liên lạc được với những linh hồn ở quanh mình và thông thường linh hồn đó sẽ vô hại. Tuy nhiên, nếu chơi cầu cơ ở nghĩa địa thì đó lại là một mối nguy hiểm lớn, bởi đây là nơi có rất nhiều linh hồn người đã khuất, thu hút nhiều hồn ma giận dữ, tà ác, thậm chí là quỷ. Thứ hai, không chơi cầu cơ một mình. Bởi nếu chơi Ouija một mình, chúng ta sẽ là người tự làm chủ, không có ai đọc câu hỏi để vận động con cơ, khiến trò chơi không hiệu quả. Thứ ba, không được nhìn qua lỗ hổng trên miếng cơ. Nhiều người cho rằng lỗ hổng trên miếng cơ hoạt động như một con mắt âm dương. Vì vậy, khi nhìn qua lỗ này, sẽ thấy những linh hồn đang ở xung quanh mình lúc đó. Điều này không được khuyến khích trong cầu cơ, nhưng nhiều người vẫn tò mò và gặp phải nhiều điều không may mắn. Thứ tư, không chơi trong chính căn nhà của mình. Việc làm này có thể vô tình lôi kéo linh hồn xấu đến ngôi nhà bạn, làm hại cả gia đình và gây ảnh hưởng không nhỏ đến năng lượng của ngôi nhà. Và điều cuối cùng, luôn nói lời tạm biệt khi kết thúc trò chơi. Đây là quy tắc quan trọng nhất trong cầu cơ. Theo tâm linh, nếu như không chào tạm biệt các linh hồn khi kết thúc buổi cầu cơ, cánh cửa tới cõi âm vẫn sẽ mở. Ma quỷ từ thế giới bên kia có thể bước vào nhà của bạn và làm những gì chúng muốn. Mặt khác, đây cũng là cách thể hiện sự tôn trọng với các linh hồn đã giao tiếp. Nói tạm biệt cho thấy bạn coi trọng mối quan hệ liên kết với thế giới tâm linh. Nói về sự huyền diệu của cầu cơ, nhiều người từng tham gia khẳng định rằng mình không hề tác dụng lực, nhưng không hiểu sao miếng cơ lại có thể tự di chuyển và đưa ra câu trả lời một cách bí ẩn đến vậy. Dĩ nhiên, bên cạnh những bí ẩn tâm linh sẽ luôn có dấu chân của giới khoa học. Họ đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu và đã đưa ra lời giải về nguyên lý hoạt động của trò chơi này dưới góc độ khoa học. Để biết được nó là gì, mời các bạn đón xem video tiếp theo của Tình 3 Phút Bí ẩn nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tình 3 Phút Bí ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tình 3 Phút chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.